Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio ngôn tình Totoro Chan được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Máu buôn chuyện của Trình Tử Khiêm bắt đầu dâng cao, Bạch Hiểu Phong lại giơ ngón tay lắc lắc ý bảo, bình tĩnh, kịch hay bắt đầu rồi. Sách là định đi vào, thấy trong sân có hai người đang chờ mình, một người còn trẻ chắc khoảng 20 tuổi, trông lớn hơn đường tinh trị một chút. Hai huynh đệ nhà này không giống nhau lắm, đường tinh trị ngoại hình khá đẹp, Mi thanh mục tú lại có thêm mấy phần khí chất Rất giống đường kim hoàng đế Còn vị này da ngăm đen Mắt sách, ánh mắt không có thần cho lắm Hắn vừa ngồi bên bàn đá Trong sân vừa ngáp Nhưng người phía sau hắn là một lão công công Tóc hoa dâm, sách tướng quân Công công kia nhìn thấy sách la định Thì trở nên kích động, vội chạy tới hành lễ Sách la định cười khan một tiếng Xua xua tay, ngẫm nghĩ Tên này chắc là thái giám bên cạnh Vinh phi, huy vi công công Sách La Định lại nhìn đường tinh vũ đang uống trà Y chỉ liếc mắt nhìn sách La Định một cái rồi ngáp tiếp Sách La Định lại thấy yên tâm Heo nái không thể treo cây Mà trên cây cũng không thể mọc ra heo nái Bởi vì vị ngũ hoàng tử này vẫn vô dụng y như cũ Hoàng tử Huy công công vội huyết đường tinh vũ Ý bảo hắn mau đứng lên chào hỏi sách La Định Cũng không phải đường tinh vũ bất mãn gì với sách La Định Mà căn bản là y xem thường sách La Định Cũng coi khinh tất cả mọi người dù sao y cũng là hoàng tử Ngoài hoàng đế già y cần quái gì phải sợ ai Nhưng tên thái giám kia vẫn cứ nháy mắt với y Đường tinh vũ bất đắc dĩ Mẫu thân bắt y phải tới đây Y đành chấp nhận Cũng không thèm đứng dậy Sách tướng quân đã lâu không gặp Sách là định nhướng mày Đường tinh vũ như thế này thì dễ xử lý thôi Bên ngoài bạch hiểu phong lắc đầu Trình tử khiêm thì vừa lắc đầu vừa viết lia lịa Viết cả một hàng dài Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng Sách La Định ngồi xuống bên bàn, nhìn đường tinh vũ. Đường tinh vũ ngẩng đầu nhìn sách La Định rồi nhanh chóng tránh đi. Người này nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đáng sợ. Sách La Định thầm cười khẩy một tiếng. Trí tuệ và ngoại hình đều kém xa đường tinh trị. Lại không có chút dũng khí nào. Tên ngốc đường tinh trị kia ít nhất còn dám khiêu khích mình. Ngũ hoàng tử tìm ta có chuyện gì? Sách La Định bưng bình trà trên bàn lên, mở nắp ra nhìn, lại đặt xuống, hất cằm hỏi. Tiểu Ngọc, Mang cho ta ấm Bích Loa Xuân tới đây Bạch Hiểu Phong và Trình Tử Kiêm đều nghi hoặc nhìn nhau Bích Loa Xuân gì? Sách là định lại có thể nhận biết được sự khác nhau giữa Bích Loa Xuân và Long Tỉnh Thật bất ngờ Tiểu Ngọc là nha hoàn trong thư viện Bình thường đều ở bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt Ngoại hình rất đẹp, lại thông minh Nên Bạch Hiểu Nguyệt không bắt nàng làm những công việc nặng nhọc Chỉ làm những công việc như mày mực hoặc chọn y phục Tình cảm của hai người đều rất tốt Tiểu Ngọc đang ở bên ngoài, từ xa nghe thấy tiếng Sách La Định gọi mình thì cũng hơi khó hiểu, nhanh chóng chạy vào tiểu viện. Tướng quân, Sách La Định cười ngoắc tay với nàng, mang một ấm bích loa xuân lại đây. À, vâng, Tiểu Ngọc tuy không hiểu lắm nhưng cũng nhanh chóng chạy đi pha trà. Ánh mắt Sách La Định đảo mắt nhìn, thấy đường tinh vũ quả nhiên đang nhìn Tiểu Ngọc, nhìn vẻ mặt của y, xem ra y đang kinh ngạc vì trong phủ này cũng có nha hoàn xinh đẹp như vậy, y như tỉnh táo hẳn lên. Sạch là hình thầm lắc đầu Trình tử khiêm Nhón chân liếc mắt nhìn vào trong Rồi lại tiếp tục ngồi xổm trên ghế Bạch Hiểu Phong thấy hắn viết thêm một hàng nữa Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc Bạch Hiểu Phong khoanh tay tựa vào tường sờ cầm Sạch là định định chờ trò gì đây Tiểu Ngọc nhanh chóng pha trà xong quay lại Bạch Hiểu Phong liền cản nàng lại Cầm lấy bình trà trong tay nàng Xô tay bảo nàng cứ trở về tiếp tục công việc của mình đi Chỗ này không cần đến nàng nữa Tiểu Ngọc liền lui ra Bạch Hiểu Phong nhìm cười gọi một gia nô đưa ấm trà cho Y bảo Y cầm vào cho sách La Định. Gia nô đi vào sân đường Tinh Vũ nghền cổ chờ vừa thấy tên Gia nô đi vào liền tỏ vẻ chán ghét và tiếc nuối nhà hoàn sinh đẹp ban nãy đâu rồi. Sách La Định nhận ấm trà Hắn viết Bạch Hiểu Phong đang ở bên ngoài lại nhìn Thái Giám bên cạnh đường Tinh Vũ một cái ý bảo chủ nhân của ngươi không nói hay là ngươi nói đi um, là thế này. Vi Công Công vừa định mở miệng lại thấy một gia nô chạy vào. sai tướng quân, Vinh Phi đến nói muốn cầu kiến tướng quân. Khóe môi sách là định hơi nhếch lên. Quả nhiên. Mạnh Hiểu Phong và Trình Tử Khiêm nhìn nhau, rất tự giác tránh ra sau hòn giả sơn. Từ bên ngoài, Vinh Phi dẫn theo mấy tùy tùng vội vã đi vào. Vinh Phi là một phi tử khá đặc biệt. Trong hậu cung có rất nhiều phi tần, người xinh đẹp nhất, được sủng ái nhất là Lệ Phi, người có thân phận cao nhất, có quyền lực nhất là Hoàng hậu. Người có tri thức, hiểu lễ nghĩa và biết cách trò chuyện tâm tình với Hoàng thượng nhất chính là Vương Quý Phi. Còn vị Vinh Phi này thì rất giỏi xã giao. Vinh Phi là em họ của Thượng Thư Trần Cần Thái, gia tộc không nhỏ, ngoại hình tạm được, tính tình qua loa đại khái, dã tầm cực lớn. Tiếc là sinh ra đứa con vô dụng, đường luông chiều quá thành hư, suốt ngày gây chuyện thị phi. Hoàng thượng chắc là giận cá chém thớt nên càng ngày càng không thích mẹ con họ. Vinh Phi luôn vô cùng kín đáo là phi tần không được sủng ái nhất trong tất cả các phi tần. Tuy không được sủng ái nhưng có gia tộc môn đệ, bà ta có tiền, có nhiều mối quan hệ nên lệ phi và hoàng hậu cũng không làm gì được bà ta. Quan hệ giữa họ rất xấu. Vinh Phi vừa vào tiểu viện đã nói, sách tướng quân, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Sách là định đành cười khan, thầm nghĩ phiền phức quá đi, thà ở thư phòng chọn sách tranh với Bạch Hiểu Nguyệt còn hơn. Tình Vũ, ai bảo con tới đây, vinh phi hằm hằm trận mắt nhìn đường tinh vũ sách tướng quân bận trăm công ngàn việc có biết bao chuyện quốc gia đại sự cần giải quyết làm gì có thời gian lo chuyện nhỏ nhặt như lông gà vào tỏi này của con chứ khóe miệng sách la định giật giật trình tử khiêm và bạch hiểu phong cũng không nhịn được phì cười sách la định nghĩ bụng nương nương có biết ăn nói không vậy cái gì mà bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự trên dưới hoàng triều này Ai mà không biết sách là định ta là tên quan nhàn rỗi nhất, không phải đánh giặc cũng chẳng phải trừ sơn tặc, thiên hạ thái bình đến độ trộm còn không có, đến nỗi đường đường một đại tướng quân như ta phải đến thư viện học, vậy mà còn nói là ta bận rộn sao? Sách tướng quân, xin thứ lỗi, những gì tinh vũ nhà ta nói ngươi đừng coi là thật, nó sẽ tự giải quyết. Nói rồi, Vinh Phi làm như muốn kéo đường tinh vũ đi. Bành Hiểu Phong đột nhiên hiểu ra, ngồi xuống hỏi Trình Tử Khiêm, bạn nãy sách là định bảo Tiểu Ngọc dâng bích loa xuân là để không cho đường tinh vũ mở miệng sao? Trình Tử Khiêm cười. Người nghĩ hắn ngốc thật ư? Tên này đầu óc rất nhanh nhạy. Quả nhiên lại thấy sách là định cười, nói. Ồ không sao, ngũ hoàng tử cũng không nói gì cả. Ta bảo người tiễn các vị. Ngoài cửa Bạch Hiểu Phong và Trình Tử Khiêm lại không nhịn được mà phì cười cái nữa. Muốn xem vẻ mặt Vinh Phi lúc này quá, chắc chắn là rất đặc sắc. Mà lúc này Vinh Phi vô cùng lúng túng, vinh phi vốn đã dặn đường tinh vũ giả vờ đến tìm sách la định nhờ hắn giúp khi hai người nói đến chuyện trừ sơn tặc thì bà ta sẽ vội vàng chạy tới ngăn cản bà ta định chơi trò thuận nước đầy thuyền một cách tự nhiên nhất có thể ai ngờ sách la định lại gọi một mỹ nữ đến làm phân tán sự chú ý của đường tinh vũ thế là vinh phi không chấp đúng thời cơ màn kịch mới diễn được phần nửa đã không diễn tiếp được nữa sách la định đứng lên xoa vai ai ra mấy hôm nay ta học hành nhiều đến độ vai ê lưng mỏi nói rồi chắp tay với vinh phi Vinh Phi à, ta không tiễn các vị nữa, ta phải đến quân doanh một chuyến. Nói xong hắn xoay người thong thả ra ngoài. Trình Tử Khiêm vẩy tay. Hứ, không cho ta cơ hội hóng hớt, tên sách là định này. Bạch Hiểu Phong cười nhạt. Kịch hay giờ mới mở màn, sau này sẽ có nhiều phiền phức đây. Nói xong cũng bỏ đi. Trình Tử Khiêm bĩu môi trốn ra phía sau hòn dạ sơn. Vinh Phi sầm mặt đi ra, đường tinh vũ ngoan ngoãn đi sau bà ta. Có vẻ đã bị ăn chửi một trận rồi. Con không thể vì ta mà nỗ lực một chút hay sao? Chẳng biết con đang làm cái gì nữa. Hình như Vinh Phi không kìm được, nghiến răng nghiến lợi trách đường tinh vũ. Dù sao thì chúng ta có việc tìm hắn, cứ nói toẹt ra không được hay sao? Làm gì cứ phải mất nhiều công sức như vậy chứ? Đường tinh vũ có vẻ bất mãn. Hắn là thần tử, con là hoàng tử. Làm như vậy chẳng khác nào con đi cầu xin hắn. Người ngậm miệng lại cho ta. Vinh Phi bực đường tinh vũ có lớn mà không có khôn, giờ tài định đánh hắn. Đường tinh vũ vội vàng trốn sau Huy Công Công Huy Công Công đỡ lời Nương nương bớt giận Nương nương hay như sách la định cố ý Không cho hoàng tử nói Bình Phi thở dài Sách la định rất khôn khéo Hắn không muốn dây dưa vào chuyện này Thôi bỏ đi ta còn cách khác Nói xong rời khỏi thư viện Đến cổng đường tinh vũ sờ đầu Mẫu thân con bị giam lỏng mấy ngày rồi Muốn ra ngoài một chút Bình Phi cao mày nhìn y Con đi nghe ngóng tin tức Đường tinh vũ vội nói Còn hơn ăn không ngồi rồi trong cung Minh Phi thở dài xua tay Tùy con Đường tinh vũ nhanh chóng chạy mất Chuẩn bị đến phiêu hương viện Hoặc là di hồng viện tìm gái Sách là định trở lại thư phòng Thì phát hiện Bạch Hiểu Nguyệt không có ở đó Bèn hỏi Tiểu Ngọc đang ôm quần áo đi qua Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi À ban nãy tiểu thư ra ngoài với mấy người lục hoàng tử rồi, hình như bảo là đi mua đàn cho tiểu vương gia. Tiểu Ngọc đi theo Bạch Hiểu Nguyệt đã lâu, đương nhiên là không sợ sách La Định. Cũng biết Bạch Hiểu Nguyệt có ý với sách La Định nên sán lại nói. Sách tướng quân, bọn họ đến cầm quán, ngành có muốn đi không? Vừa mới đi một lúc thôi. Sách La Định gãi cằm ờ một tiếng. Tiểu Ngọc thấy hắn không có tỏ thái độ gì thì cũng bất lực lắc đầu. Vẫn còn lơ mơ quá, bao giờ mấy mây tan trăng sáng được đây? Rồi nàng xoay người đi mất. Sách La Định khoanh tay. Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng đường tinh trị đến cầm quán rồi sao? Chà, Lão sách à, ngươi phải đề phòng chứ, cẩn thận bị người ta cướp mất đấy. Trình Tử Khiêm lại xuất hiện, sách là định nhìn trời, ra cổng. Người đi đâu đấy? Trình Tử Khiêm đuổi theo. Đến quân doanh, không thì đi đâu. Sách là định chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người chạy mất. Trình Tử Khiêm ở phía sau la lớn. Đến cầm quán thì ra khỏi cổng, rẽ trái, rẽ trái lại rẽ trái. Sách là định bĩu môi, hắn ra khỏi cổng, nhìn xung quanh. Hay là rẽ trái nhỉ? rẽ trái rẽ trái lại rẽ trái là kiểu đi gì chứ trong cẩm quán vô cùng náo nhiệt gần đây có một đợt hàng mới được nhập về không ít người đến mua cũng có rất nhiều người đang trao đổi cầm phổ ở bên trong người của thư viện hiểu phong vừa tới đã thu hút sự chú ý của không ít người người tới trước là mấy cô nương đường nguyệt nhữ đường nguyệt yên hạ mẫn và nguyên bảo bảo các nàng nói chuyện với cầm sư của cầm quán muốn mua mấy bản cầm phổ mới nhưng vừa lên lầu đã chạm mặt mấy cô nương đang đi xuống Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Mẫn lập tức kéo ba người sang bên cạnh xem đàn trước. Mấy cô gái kia bước xuống. Một mùi hương phấn rực nức khiến người ta ngột ngạt sọc lên. Cầm quán này thường hay được hai ba loại người ghé thăm. Một là tài tử giai nhân, hai là kỹ nữ. Lại nói ông chủ của cầm quán này cũng rất cổ quái. Những cầm quán bình thường, nếu đã bán cho kỹ nữ thì sẽ không mời nổi tài tử giai nhân nào vào mua. Mà nếu đã bán cho tài tử giai nhân thì đương nhiên là sẽ không cho kỹ nữ vào. Nhưng ông chủ họ hành của cầm quán này đối xử bình đẳng với tất cả mọi người Ai thích mua thì vào, không thích thì thôi Khổ nỗi sau khi so sánh với ba cầm quán khác Thì đàn và cầm phổ của quán này là tốt nhất Cho nên các tài tử gia nhân dù trương mắt với những kỹ nữ kia Thì cũng khó tránh được việc chạm mặt đến khi mua đàn những nữ tử kỹ nữ từ trên lầu bước xuống người nào người nấy dựng nước mùi phấn thơm và bốn cung nương cao quý nhỏ nhã chỉ thoang thoảng mùi phấn son ở bên dưới có sự khác biệt rõ ràng các kỹ nữ xuống dưới cũng không đi ngay mà ở lại chọn đàn đường nguyệt nhữ và hạ mẫn lên lầu trước để tìm cầm sư mua cầm phổ đường nguyệt yên chọn được một cây đàn cùng nguyên bảo bảo thử âm xong thì quyết định mua nhưng hai người còn chưa kịp mở miệng nói mua thì bên cạnh đã có người chen vào ông chủ ta muốn mua cây tiêm mộc cầm này. Nguyên bà bảo, bảo ngẩng đầu lên, thấy một cô nương vô cùng xinh đẹp. Nhưng dù xinh đẹp đến đâu thì cũng không thể che giấu được vẻ phong trần của mình. Nhìn vào y phục, thấy hai bầu ngực trắng ngần lộ ra hơn nửa, cũng biết cô nương này là kỹ nữ. Nguyên bà bảo, bảo nói, chúng ta đã chọn trước rồi. Đàn của cầm quán này thường là độc nhất vô nhị, rất khó tìm được một chiếc thứ hai. Kỹ nữ kia quét mắt nhìn Nguyên bà bảo, bảo một lượt, cười một tiếng. Tiểu muội muội, đây là đàn tốt, chỉ thích hợp với cao thủ thôi. Ngươi mới học thì dùng những cây dương mộc cầm kia kìa. Nguyên bảo bảo cao mày. Sao người này ăn nói bất lịch sự như vậy? Nhưng bản thân nàng cũng không thích đánh đàn. Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt dây đàn. Tiêu mộc cầm còn gọi là chi âm cầm. Âm rất trầm, thích hợp với tao nhân mặc khách. Dương mộc cầm thì khác. Âm thanh không trang trọng, lại phù phiếm. Thích hợp với một số loại cao thủ. Nguyên bảo bảo mím môi đường nguyệt yên rất được cưng chiều vừa kiêu ngạo vừa nhõng nhẽo bình thường chẳng ai dám chọc vào nàng nàng cũng không bao giờ cố tình gây sự với người khác nhưng nếu ai chọc vào nàng thì coi như xong đời tính cách này giống hệt với hoàng nương của nàng lệ phi người đứng ở đây mua đàn ngoài bọn nguyên bảo bảo và các kỹ nữ ra thì còn có một số người đến xem cho vui hoặc khách mua đàn và một số học sinh của các thư viện khác trong hoàng thành này ai mà không biết đường nguyệt yên người ta là thất công chúa xinh đẹp lại cao quý hơn nữa đúng là ả kỹ nữ kia khiêu khích trước đã nói ra những lời chướng tai thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người khác phản kích rồi đôi mày của ả nhướng lên nhìn đường nguyệt yên trầm chầm, chầm Đường nguyệt yên mà sợ ả sao nàng cười nhạt rồi kéo tay nguyên bảo bảo nói bảo bảo chúng ta đi xem cây đàn khác đi ả à kia cười khẩy nghĩ thầm người cũng biết sợ cơ đấy nguyên bảo bảo còn đang ngơ ngác thì đã bị đường nguyệt yên kéo sang bên cạnh xem cây đàn khác lại nghe thấy tiếng đường Nguyệt Yên từ tốn nói Vừa rồi đúng là mù mắt mới chọn cây đàn đó Nguyên bảo bảo không hiểu Sao? Người nghĩ mà xem Ta lại có cùng sở thích với hạng người đó Nói ra đúng là quá mất mặt Đường Nguyệt Yên chua môi Nàng vốn xinh đẹp yêu kiều Bộ dạng hờn rỗi này càng khiến không ít khách nam nhìn thấy mà động lòng Nếu chuyện này truyền ra ngoài Hoàng Nương sẽ mắng ta cho mà xem Đường Nguyệt Yên ra vẻ nghi thơ nói những lời khó nghe Đấy, Bình thường ta chỉ cần mặc bộ đồ nào thiếu nhã nhặn một chút là hoàng nương ta đã mắng rồi. Cái gì là quan trọng nhất với nữ nhi? Danh tiết, có tiền cũng khó mà mua được chữ trong sạch. Nguyên bảo bảo dù có ngây thơ đến đâu cũng hiểu được đường Nguyệt Yên đang mượn gió bẻ măng để chửi mát kỹ nữ kia. Ý tứ của nàng rất rõ ràng. Nàng muốn nói mình là công chúa có thân phận tôn quý. Sao có thể cùng nhãn quang với đám kỹ nữ bán thân kia được? Lại còn tiện thể mắng kỹ nữ kia là đồ dơ giấy không biết xấu hổ, làm xấu mặt phụ mẫu, Nguyên Bảo Bảo cũng không biết nên làm gì. Nàng xuất thân phú quý nhưng khá chất phác, biết đám nô tỳ gia nhân sống cũng khó khăn, kỹ nữ thì càng vất vả. Ai mà chẳng muốn được người người cưng chiều như Nguyệt Yên chứ? Những người lưu lạc phong trần bản thân họ đâu có muốn vậy? Đa số đều là những nguyên nhân bi thảm. Nguyệt Yên nói nặng lời quá, chắc kỹ nữ kia khó chịu lắm. Nguyên Bảo Bảo nhìn sang kỹ nữ kia, sắc mặt ả à đã trắng bạch lại liếc nhìn Đường Nguyệt Yên vẻ mặt ngây thơ như chẳng có gì xảy ra đang chọn đàn ở bên đúng lúc này đường nguyệt nhữ và hạ mẫn cũng cầm cầm phổ từ trên đầu đi xuống hai nàng không nghe được đoạn đối thoại ban nãy thấy đường nguyệt yên vẫn đang chọn đàn đường nguyệt nhữ bèn hỏi yên nhi chọn được cây nào chưa vẫn chưa đường nguyệt yên làm nũng hoàng tỷ tỷ chọn giúp muội một cây đàn tốt đi đường nguyệt nhữ gật đầu đúng lúc này đám đường tinh trị cũng đã tới đường tinh trị và hồ khai khiêng xe lăn của bạch hiểu nguyệt ra khỏi xe ngựa đẩy nàng vào trong giảm miễn nhìn thấy đường nguyệt nhữ đang từ trên lầu thướt tha đi xuống liền thấy hồi hộp căng thẳng thạch minh lượng vỗ vai hắn ý bảo bình tĩnh đi ca ca mọi người sao giờ mới tới đường nguyệt yên thấy đường tinh trị tới bước ra từ sau lưng nguyên bà bảo gọi đường tinh trị đúng lúc này kỹ nữ kia đột nhiên cầm một chiếc nghiên mựng trên bàn lên ném về phía đường nguyệt yên đường nguyệt nhữ từ trên lầu đi xuống Nghe thấy tiếng gió vôn vút thì giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có tiếng người kêu lớn. Cẩn thận đấy. Mọi người đều cả kinh. Đường Nguyệt Nhữ cảm thấy có người lao về phía mình. Sau đó ngã ra phía sau. Nhưng nàng không đau. Vì ngã vào lòng một người nào đó. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Sau đó lại nghe thấy rầm một tiếng. Á! À, Hạ Mẫn đi ngay phía sau đường Nguyệt Nhữ nhìn thấy rõ ràng. Nàng kêu lên. Tiểu Vương ra. Thì ra cái nghiên mực mà kỹ nữ kia ném sắp sửa đập trúng đường nguyệt nhữ thì sầm miễn phi tới đỡ cho nàng khi bị nghiên mừng đập trúng hắn không cẩn thận làm đường nguyệt nhữ ngã theo nên vội vàng làm nệm thịt cho nàng hạ mẫn chạy xuống lầu đỡ sầm miễn lúc này đường nguyệt nhữ cũng hồi thần thấy sầm miễn nằm trên cầu thang một tay cẩn thận đỡ nàng tay kia thì xoa đầu hỏi nàng có bị ngã không đường nguyệt nhữ nhìn chăm chăm hắn một lúc lâu sau đó hoảng hốt kêu lên ôi mau gọi thầy thuốc thì ra vừa rồi sầm miễn bị nghiên mực đập trúng đầu máu chảy đầy mặt đường nguyệt nhữ sợ quá lấy khăn tay ra bịt vết thương cho hắn đường tinh trị vội vàng đi gọi người mạch hiểu nguyệt cũng hết hồn trong cầm quán nhốn nháo cả lên hồ khai chỉ kỹ nữ kia người làm cái gì vậy lại nói với người của cầm quán đang ngớ người ra còn không mau bắp ả à đến quan phủ không sao không sao sầm miễn ôm đầu ngồi dậy vừa đỡ đường nguyệt nhữ vừa kiểm tra xem nàng có bị thương không không đau lắm hạ mẫn và thạch minh lượng cũng biết y thuật cùng đến kiểm tra giúp hắn vết thương không quá lớn nhưng cũng không nhẹ đâu thạch minh lượng cầm chiếc khăn đường nguyệt nhữ đưa bịt vết thương cho hắn thầy thuốc đến rồi cắt phạm đến hồi xuân đường ở phía đối diện tìm thầy thuốc tới nhanh chóng xử lý vết thương cho sầm miễn đường nguyệt nhữ ngồi bên cạnh dùng khăn tay lau máu cho hắn đôi mắt đẹp rơm rớm nước sầm miễn đâu còn biết gì đến đau đớn chỉ nhìn chăm chăm đường nguyệt nhữ đang đau lòng trước mặt hắn không nhìn nhầm đâu đường nguyệt những là đang đau lòng vì hắn đấy bành hiểu nguyệt cũng thấy khó hiểu sao chuyện lại thành ra thế này nhìn sang đường nguyệt yên thấy nàng ấy đang cúi đầu nhìn nghiên mực dính máu dưới chân mặn không biểu cảm các người buông ra ta ném nhầm người ta muốn ném là cô ta kỹ nữ kia bị người của cầm quán bắt lấy định đưa đến quan phủ thì dãy dụa chỉ đường nguyệt yên nói người là công chúa thì giỏi lắm sao người đã tự mình kiếm được bát cơm nào chưa ta không trộm không cướp đâu đến lượt ngươi nói ta dơ giấy, mẹ ta mất sớm ngươi còn mẹ ngươi mệnh tốt người bình vào cái gì chứ đường nguyệt yên vẫn im lặng cúi đầu nhìn máu trên nền nhà đường tinh trị nhìn quanh nghĩ bùng. sao kỹ nữ này lại muốn ném nghiên mực vào nguyệt yên chuyện càng lúc càng ồn ào người đứng xem cũng càng lúc càng đông bạch hiểu nguyệt nghe thấy có người ở sau lưng nói ôi trời sao ồn ào vậy bạch hiểu nguyệt ngẩn người quay phát lại thì thấy người đứng sau lưng lần này không phải trình tử khiêm mà là sách la định hả bạch hiểu nguyệt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên sao ngươi sách la định sờ cằm chỉ dầm miễn ta đi ngang qua thì nghe thấy ồn ào sao mặt tiểu tử kia lại vê vết máu thế bạch hiểu Nguyệt vui lắm sách la định nói là đi ngang qua nhưng mà lối này lại không phải là đường đến quân doanh rõ ràng là đi tìm mình nàng liền kể qua chuyện vừa xảy ra cho sách la định nghe hắn gật đầu Ờ Người đứng xem càng lúc càng đông Ký nữ kia rõ ràng Bị mấy câu nói khó nghe của đường Nguyệt Yên Nói ban nãy làm nhục Kẻ sĩ thả chết chứ không chịu nhục Xem ra à đã bị chọc trúng chỗ đau Dãy ruộng vô cùng kịch liệt Cũng không ít người đồng cảm với ả à. Đường tinh trị nhìn hồ khai ý bảo Cô gái này cứ điên điên khủng khùng Hay là báo quan Hồ khai lại nhìn thạch minh lượng Thạch minh lượng lắc đầu ý nói Đừng làm to chuyện Chẳng may truyền đến Hoàng Cung, tình chị sẽ lại bị ăn đòn đấy. Mọi người đang khó nghĩ thì sầm miễn nói Thôi bỏ qua đi Dù sao cũng không ném trúng người Mọi người sững sờ á khẩu Đường Nguyệt Nhữ phì cười Vậy đệ không phải là người à Sầm miễn nghĩ cũng đúng Bèn cười nói Đệ là nam nhân mà Không sao Dù có bị đập trúng mặt cũng là chuyện nhỏ Mấy cô nương không sao là tốt rồi Đừng cãi nhau nữa Mất hòa khí lắm Trong lúc mọi người nói chuyện thì thầy thuốc đã xử lý xong vết thương cho sầm miễn Máu cũng được lau sạch đầu sầm miễn quấn băng trắng. Hắn đứng dậy nói với hai người đang giữ ả kỹ nữ kia. Buông tay buông tay. Hai người đó nhìn nhau nhưng vẫn buông tay. Ban nãy họ cũng nghe hạ mẫn gọi. Đây là tiểu vương gia. Sầm miễn nhìn ả kỹ nữ kia nói. Mau về đi. Thấy kỹ nữ kia vẫn còn nghiến răng nghiến lợi. Sầm miễn nói với ả. Nàng ấy còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện. Ngươi đừng cho là thật. Mau về đi. Lúc này xem ra kỹ nữ kia đã bớt giận. Lại nhìn sầm miễn một cái rồi quay người rời khỏi cầm quán Mọi người thở phào nhẹ nhõm Bạch Hiểu Nguyệt nhìn sách la định Sách la định sờ cầm Nhóc này hiền lành ghê Quế vương thô bạo như thế sao có thể nuôi dậy được con trai lương thiện vậy nhỉ Hết chuyện rồi, hết chuyện rồi Cát phạm vội giải tám đám đông Tiện thể trả cho người của cầm quán chút bạc Nhờ bọn họ tìm người đến dọn dẹp Còn bồi thường cái nghiên mực bị đập vỡ kia Dặn bọn họ không được ăn nói lung tung Bọn họ đương nhiên sẽ làm theo Đường Nguyệt Yên vẫn lo lắng cho vết thương của Sầm Miễn, vừa định bảo hắn về nghỉ thì thấy Đường Nguyệt Yên đi tới. Sầm Miễn thấy Đường Nguyệt Yên đi đến trước mặt mình, mặn nghiêm lại, vẻ rất không vui thì khó hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ vẫn còn sợ hãi vì chuyện vừa rồi à? Ai cho ngươi nói mấy lời đó? Ngươi mới là đồ nhà tuổi chưa hiểu chuyện ấy, ai cần ngươi thay ta xin lỗi hả? Đường Nguyệt Yên nói rồi đẩy Sầm Miễn một cái. Sầm Miễn đương nhiên không bị nàng đẩy ngã, chỉ lùi về sau một bước, tay ôm đầu, nhìn nàng vẻ mông lung bộ dạng trông vô cùng ngốc nghếch. Nguyệt Yên, Đường Tinh Trị cảm thấy muội muội của mình thật không ra sao, liền kéo Đường Nguyệt Yên. Muội làm loạn đủ rồi đấy, may mà Sầm Miễn giúp muội giải vây, muội cũng không để ý xem đây là chỗ nào. Ở chốn đông người thế này lại đi cãi nhau với một kỹ nữ, muội là công chúa có biết không hả? Đường Nguyệt Yên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đường Tinh Trị. Huỳnh giúp người ngoài mắng muội à? Đường Tinh Trị há miệng. Chuyện ấy, ờ, chẳng phải là huynh sợ muội gặp chuyện không hay hay sao? Đường Nguyệt Yên quay người bỏ đi, nàng không khóc, vẻ mặt rất hung hãn. Đường Tinh Chỉ nhìn quanh, liền thấy sách Lan Định sau lưng Bạch Hiểu Nguyệt, nàng vội khoát tay với hắn, người mau đuổi theo đi, một mình Nguyệt Yên bỏ đi như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Đường Tinh Chỉ không biết làm thế nào khác, đành dậm chân một cái rồi đuổi theo tiểu muội, Cát Phạm và Hồ Khai nhìn nhau, im lặng hỏi trời xanh, chuyện gì đã xảy ra thế này? thạch minh lượng ôm cây tiêu mộc cầm kia hỏi chủ quán cây đàn này bao nhiêu tiền hạ mẫn trợn mắt nhìn hắn người vẫn còn tâm trạng mua đàn à vẻ mặt thạch minh lượng rất nghiêm túc thì vốn dự đến đây để mua đàn cho sầm miễn mà cây đàn này rất tốt vô cùng ý nghĩa nói rồi nhớ mày với sầm miễn đúng không sầm miễn có chút ngượng ngùng đàn này đúng là vô cùng ý nghĩa xanh là định chống khử tay lên xe lăn của bạch hiểu nguyệt cười nói thuận lợi ngoài dự liệu nhỉ Bạch hiểu nguyện quay đầu lại nhìn hắn hỏi Ngươi gặp ngũ hoàng tử rồi à Hắn không làm khó ngươi chứ Sách la định bĩu môi Nàng đánh giá hắn cao quá rồi đấy Này sách la định Hồ khai chạy tới Đường tình vũ tìm ngươi làm gì vậy Sách la định nhìn trời ngẫm nghĩ Chẳng làm gì cả Chỉ uống trà thôi Sách la định nói thật nhưng hồ khai không tin Hắn tìm ngươi uống trà Có phải ngươi giấu giếm điều gì không Sách la định bật cười Ngươi đi hỏi tử khiêm và bạch hiểu phong đi Hai người bọn họ đứng bên ngoài nghe được hết đấy Vậy à Hồ Khai có phải yên tâm hơn Lại hỏi Người sẽ không phản bội đấy chứ Sách là định cười Phản bội Này Tốt xấu gì cũng học cùng thư viện Còn cùng nhau trải qua hoạn nạn Người sẽ không phản bội tinh trị mà quay sang giúp tinh vũ đó chứ Cát phạm cũng chạy lên nói đỡ Sách là định cười khẩy gật đầu Đường tinh vũ sao Hắn là cái đồ vô dụng Ông đây cũng thấy hắn trướng mắt Tạch minh lượng ở bên cạnh gật đầu Hồ Khai và Cát Phạm cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà, sách La Định nhìn Hồ Khai rồi lại nhìn Cát Phạm. Ông đây trùng thuyền với các người lúc nào vậy? Ba người ngớ ra nhìn sách La Định, sách La Định khoanh tay. Sao còn không mau vào cung cứu người đi? Hoàng hậu Nương Nương chắc là đang chờ tinh trị đấy. Chẳng hắn và Đường Nguyệt Yên đều sẽ bị phạt. Hồ Khai cả kinh, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng nghĩ thấy lại không ổn, liền chạy lại nói. Nhưng mà nếu Hoàng hậu Nương Nương thật sự muốn đánh thì ta cũng chẳng làm gì được người ngốc thế sách là định đạp y một cước đi cầu xin hoàng thượng ấy hồ khai bị đạp ra ngoài Xòa mồng chạy mất có rất nhiều người đứng xem ở ngoài cửa thấy sách là định đạp hồ khai ra cửa lại thấy tam công chúa diều sầm miễn bị thương đi ra còn nhìn thấy người làm của quán cầm cầm cái khăn lau nhà đi ra trời ạ à, tay đầy máu kìa đến giờ cơm tối lại có tin đồn nói sách là định đại náo cầm quán cái tiền thổ lỗ như sách là định đến cầm quán làm gì Ai biết, nghe nói hắn còn treo kẹo kỹ nữ nữa. Ây thật quá đáng. Kỹ nữ kia còn dùng nghiên mực ném hắn nhưng lại suýt chúng phải tam công chúa. Mẹ ơi, tam công chúa không bị thương đấy chứ. Không, tiểu vương gia sầm miễn rất anh dũng, vì thân đến đỡ cho nàng, nghe nói là bị thương rất nặng. Người này tốt thế cơ à? Đâu chỉ có vậy, hắn còn không thèm truy cứu trách nhiệm của kỹ nữ kia nữa, lại thay sách là định xin lỗi nàng ta. Nói rằng sách là định là người thô lỗ, bảo kỹ nữ đừng chấp. Ôi ôi sầm miễn thật là tốt Chứ còn gì nữa Cả thất công chúa cũng sợ quá mà bỏ chạy Lục hoàng tử đuổi theo Sách là định lại còn nổi điên lên Đạp cả tiểu vương gia hồ khai ra khỏi cầm quán nữa đấy Kinh khủng Lúc người của cầm quán lau dọn Cái khăn lau ấy dính đầy máu Cái tên mọi dợ sách là định đúng là tạo nghiệp mà Đúng vậy thần không ưa nổi Thư viện hiểu phong Trong sân viện của sách là định Tử liêm bắc lò nấu lẩu Mấy binh lính bên cạnh đang bắt giá nướng thịt, xem ra hôm nay đã bắt được không ít thú rừng. Sách là định ngồi khoanh chân ở giữa, cầm một khúc xương trêu tuấn tuấn. Trình tử khiêm xem những tin đồn ngày hôm nay không khỏi than thở. Lão sách này, người được đấy, chỉ ra ngoài dạo một vòng mà tất cả những chuyện rối loạn đều do người gây ra hết. Sách là định bĩu môi. Sách tướng quân, người có cần thanh minh không? Rõ ràng chuyện này không hề liên quan đến ngươi, sao có thể bị đổ oan như thế được? Sẩm miễn rất ngại nói Sách là định khoát tay Ai à, cũng đâu phải lần đầu Quan tâm làm gì Nhưng mọi người đều hiểu lầm ngươi Coi ngươi như người xấu Sẩm miễn bất bình Ngươi có làm gì đâu Cũng không có gì không tốt Đi ăn không cần tranh chỗ Mọi người thấy ta là tự động tránh ra Đường ta đi rất thoáng Nói xong sách là định cho tuần tuần khúc xương Nhảy khỏi bàn đá cùng thuộc hạ của mình nướng thịt Trình tử khiêm ôm một đống bàn thảo Hỏi bạch hiểu nguyệt đang lật dở tập sách tranh lão sách lại bị người ta đổ oan, không đau lòng à? mạch hiểu nguyệt liếc hắn, biết rồi còn hỏi. trình tử khiêm cười rất đáng ăn đập. mạch hiểu nguyệt thở dài, sách là định bị oan, nàng đương nhiên đau lòng, nhưng lại cảm thấy số người không thích sách là định càng nhiều càng tốt, đặc biệt là nữ nhân như vậy không có ai tranh với nàng rồi. đến lúc lên đèn, Lầu và thịt nướng cũng chín, tất cả mọi người trong thư viện đều bị mùi thơm dụ đến cùng ngồi ăn, đường tinh trị ủ rũ đi vào. Hồ Khai đi bên cạnh còn cầm theo một cái đệm mềm. Sao rồi? Bị đòn hả? Bạch Hiểu Phong thấy đường tinh trị ôm mông, thương thay cho hắn. Hoàng hậu nương nương cũng quá nghiêm khắc. Nguyệt Yên đâu rồi? Đường Việt Nhữ bưng bát hỏi đường tinh trị. Đường tinh trị thở dài. Bị Hoàng nương tát cho một cái, đang khắc ở trong phòng ấy, nói là không ăn. Mọi người âm thầm lè lưỡi, không hổ là lệ phi, ra tay không nhẹ. Một người bị tát, một người bị tét đít. Ai, thật ra con cháu hoàng thân đôi khi còn không bằng con nhà bình dân Nguyệt Yên chưa ăn cơm trưa Giờ lại không ăn cơm tối Còn khóc như thế Không cẩn thận sẽ ốm mắt Đừng Nguyệt Nhữ lo lắng Đúng vậy, nàng ấy đã không ốm thì thôi Ốm vào là ho dữ lắm Hạ Mẫn cao mày Nói với đường tinh trị Mang cho nàng chút gì ăn đi Đường tinh trị vừa ngồi xuống đã đau gần chết nói Ta lo thân mình còn chưa xong Các ngươi mang cho con bé đi Hạ Mẫn nhìn Nguyên Bảo Bảo Nguyên Bảo Bảo nhìn Thạch Minh Lượng Cuối cùng mọi người cùng quay sang nhìn Bạch Hiểu Phong. Bạch Hiểu Phong vẫn yêu nhã uống rượu, thấy mọi người nhìn mình. Mẹ nói với sách là định đang ngồi bên cạnh nhúng thịt dê cho Bạch Hiểu Nguyệt. Người đi đi. Quá! Không chỉ sách là định, tất cả mọi người đều nhịn không được mà ố một tiếng. Nguyệt Yên càng không ăn nổi. Ê, thôi để ta đi. Nguyên bảo bảo lấy một bát canh nóng, lại cầm thêm hai cái cánh gà chạy đi tìm đường Nguyệt Yên. Chỉ lát sau, đã thấy nàng trở về với vẻ mặt ủ rột. Nguyệt Yên giận ghê lắm Nàng ta đổ hết canh đi May mà ta chạy nhanh Nếu không cánh gà cũng bị ném vào người luôn rồi Mọi người cũng bất lực Nóng nảy thế sao Sách là định hỏi Trình Tử Khiêm Vừa gặm đùi gà vừa viết lia lịa bên cạnh Ừ thật công chúa rất ít khi nổi giận Nhưng đã bực lên là không thể kiềm chế được Cánh tốt nhất là cứ để mặc kệ nàng ấy Trước khi tâm trạng nàng ấy vui vẻ trở lại Thì tránh càng xa càng tốt Trình Tử Khiêm chật chật lắc đầu Mọi người đều gật đầu Vẻ hiểu biết Sách là định lắc đầu Tính cách như thế thì ai mà chịu nổi Chắc thành gái ế rồi Đêm đến mọi người ăn lẩu xong Thì ai về phòng người đấy ngủ Đường tinh trị bị đánh vào mông Nên nằm lì trên giường dầu dĩ Lý do hắn bị đánh không phải vì hắn Không trông nom đường Nguyệt Yên cho tốt Cũng chẳng phải chuyện ngày đầu tiên Hắn dẫn sầm miễn ra ngoài Đã bị người ta đập cho vỡ đầu chảy máu Mà là lúc đường tinh vũ đi tìm sách là định Sao hắn lại không có mặt ở thư viện? Tại sao không quan tâm đến chuyện rốt cuộc đường tinh vũ tìm sách la định làm gì? Tầm từ lúc nào cũng chỉ biết đến bạch hiểu nguyệt. Thật là kém cỏi Đường tinh trị úp mặt vào gối buồn bực không vui. Hắn cảm thấy làm hoàng tử chẳng thú vị gì cả. Cho dù sau này có làm hoàng đế cũng thế mà thôi. Có tiếng gõ cửa. Đường tinh trị kêu lên. Vào đi. Lúc này cánh cửa bị đẩy ra. Dầm miễn cầm lọ thuốc thò đầu vào. Tinh trị. Dầm miễn. Người chưa ngủ sao? Đường tinh trị gần đầu nhìn hắn Sầm miễn đẩy cửa bước vào Đi đến bên cạnh Đưa cho hắn lọ thuốc Người đau quá không ngủ được à Thuốc này do quân y trong quân doanh nhà ta điều chế Người bôi vào vết thương sẽ bớt sưng Hết đau đấy ừ. Đường tinh trị nhận lấy thở dài Người thật có lòng Thật ra thì ta cũng thuộc loại da dày Thịt mông lại càng dày Sẽ nhanh khỏi thôi Sầm miễn kinh ngạc Ý ngươi là người thường xuyên bị đánh hả Đường tinh trị cười khan Chứ sao nữa Lần này nếu không phải vì muốn giúp ta Người cũng không vô cớ bị đánh Sầm miễn có chút ái náy Người thật thà quá đấy Đường tinh trị xua tay Rõ ràng là Nguyệt Yên gây chuyện liên quan gì đến ngươi Người biết không Cũng may ngươi giúp Nguyệt Nhữ tỷ tỷ đỡ cái nghiên mực kia Nếu ném chúng Nguyệt Nhữ tỷ tỷ Người thử nghĩ xem Tỷ ấy liệu yếu đào tơ như vậy Lỡ có mệnh hệ gì thì ta còn mạng mà sống sao Chưa nói tới mẫu hậu Phụ hoàng có khi sẽ đánh chết ta đấy Sầm miễn cười sờ đầu nhưng mà biểu hiện ngày hôm nay của ngươi không tệ Đường tinh trị gật đầu Cho dù bạch hiểu phong có đầu thai mấy kiếp Cũng không thể bất chấp tất cả đi cứu một cô gái như ngươi được Sầm miễn gãi đầu Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều Cho nên mới nói ngươi là nam nhân tốt Đường tinh trị tựa cầm vào gối lắc đầu Ai Tính cách này của Nguyệt Yên đúng là cần phải sửa Vừa nóng nảy vừa bướng bỉnh Mấy ngày nay chẳng biết đang bực bội điều gì Mà khó tính hơn hẳn bình thường Sầm miễn đưa thuốc xong thì đứng dậy Vậy ta đi trước đây, ngươi nghỉ ngơi đi. Đường tinh chị gật đầu, sầm miễn ra ngoài, đi về phía phòng mình. Lúc đi ngang qua nhà bếp, hắn nghe thấy bên trong có tiếng động, thò đầu vào nhìn thì thấy có một bóng người, sau đó nghe choang một tiếng, hình như là đánh rơi bát. Sầm miễn đi vào thấy đường Nguyệt Yên đang luống cuống nhặt đồ Thân công chúa Đường Nguyệt Yên giật mình quay đầu nhìn thấy sầm miễn thì lườm hắn một cái Sầm miễn nhớ ban nãy đường Nguyệt Nhữ có nói Trưa nay đường Nguyệt Yên không ăn cơm Tối lại tức giận bỏ bữa Chắc là đói bụng rồi Bánh bao trong vỉ hấp đã nguội Sầm miễn thấy đường Nguyệt Yên trề môi nhặt bát vỡ Liền đi vào giúp một tay Để ta Nàng đứng lên định đi ra ngoài Ta nấu mì cho muội nhé Sầm miễn cười nói Lấy trộm một ít thịt bò muối của lão sách Nàng dừng bước Dù rất muốn đi nhưng cái bụng lại không chịu Đói chết mất Sầm miễn tìm một vòng trong bếp Nhưng không thấy mì sợi mà chỉ có vỏ bánh chèo Bèn lấy một ít ra băm nhỏ nấu cho nàng một bát, cho một ít thịt bò lên trên đần xuống trước mặt nàng. Đường Nguyệt Yên cau mày, "Thứ gì vậy? Trông bẩn thế." Sầm Miễn cười, "Muội ăn lót dạ rồi đi ngủ một giấc, sáng mai dậy là có bữa sáng rồi." Đường Nguyệt Yên mím môi, cầm đũa lên gắp một miếng đút vào miệng, cảm thấy mùi vị không tệ lắm, thế là nàng ngoan ngoãn ăn. Sầm Miễn rửa tay xong, lại thấy nàng vỗ vỗ bàn, ý bảo hắn ngồi xuống, Sầm Miễn làm theo người thích tam tỷ của ta hả đường nguyệt yên vừa ăn vừa hỏi sầm miễn đỏ mặt gãi đầu chẳng lẽ đường tinh trị nói cho nàng biết đường nguyệt yên lườm hắn một cái lầm bầm tên ngốc sầm miễn lúng túng bà nãy sao ngươi lại đi xin lỗi kỹ nữ đó đường nguyệt yên bất mãn ta có làm gì sai đâu tại à chọc ta trước chứ sầm miễn lại gãi đầu à đang giận mà ta cũng giận vậy dựa vào đâu mà một công chúa như ta phải đi xin lỗi một kỹ nữ thấp hèn như à đường nguyệt yên chừng mắt nhìn hắn dầm miễn có chút hối hận Bạn nãy không vào nhà bếp có phải tốt không phải trả lời thế nào đây một lúc lâu sau hắn nói chuyện đó muội nói muội là công chúa à là kỹ nữ à rất thảm rồi muội cũng nên nhường à một chút dầm miễn nói xong đường nguyệt yên không nói gì nữa chỉ vừa ăn mì vừa liếc mắt nhìn hắn hắn sở mũi bị nhìn thế này thấy giận cả người đường nguyệt yên vừa ăn mì vừa nói Người mà cứ nhút nhát như thế Tam tỷ sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu Sẩm miễn không nói gì Ngồi yên bên cạnh Nàng lại liếc hắn một cái Các ngươi thật là kỳ lạ Người thì thích tam tỷ ta Bạch Hiểu Nguyệt lại càng bệnh hơn vì thích đền sách là định Sẩm miễn cao mày Sách là định không tốt sao Hắn và Bạch Hiểu Nguyệt cô nương rất xứng đôi Khóe miệng đường Nguyệt Yên giật giật Xứng cái con khỉ ấy Một là thiên kim nhà tể tướng Đại tài nữ Sách là định là đại tướng quân Võ công đệ nhất mà Sầm Miễn không đợi nàng nói xong đã cắt ngang, "Không nên dựa vào dòng dõi mà xét chuyện có thích hay là không thích, hai bên có tình cảm với nhau mới là quan trọng nhất." Đường Nguyệt Yên ăn mì xong đặt đũa xuống, "Vậy nếu ngươi thật sự thích Tam tỷ, sao không cầu hôn đi?" "Thế không được." Sầm Miễn lắc đầu, "Lựa chọn của Nguyệt Nhữ tỷ tỷ mới là quan trọng nhất." "Hả?" Đường Nguyệt Yên không hiểu, "Nếu tỷ ấy thích người khác, ta cầu hôn thì chẳng phải sẽ khiến tỷ ấy khó xử sao?" Sầm Miễn lắc đầu, "Không thể được." không thể được. Đường Nguyệt Yên thật sự muốn đập bát lên đầu hắn, chẳng có tiền đồ gì cả. Muội ăn xong rồi hả? À? Sầm Miễn run rẩy cầm cái bát đặt vào trong chậu rửa, chỉ sợ lát nữa tiểu công chúa này lại nổi khùng lên. Ta đi về phòng đây, muội cũng đi ngủ sớm đi. Nói xong liền chạy mất tăm. Đường Nguyệt Yên thậm hực ra khỏi bếp, lại thấy Trình Tử Khiêm ngồi trồm hổm trên một tảng đá cách đó không xa, đang viết viết gì đó. Đang ven đi tới hỏi, Tử Khiêm phu tử, ngươi không ngủ à, Trình Tử Khiêm cười đầy ẩn ý. Ngủ, ngủ chứ, giờ đi ngủ đây. Nói xong, hắn cười hì hì rồi bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, sách la định bị đánh thức bởi tiếng ồn ào huyên náo. Hắn gãi đầu. Gì mà ồn ào thế? Hắn đứng dậy ra mở cửa nhìn thì giật nảy mình. Chỉ thấy bọn nha hoàn và gia nô đang hùng hùng hổ hổ quét dọn sân viện. Hắn quanh tay đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời. Mới tờ mờ sáng thôi mà. Còn sớm hơn cả giờ mình thường dậy nữa. Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Hắn tiện tay kéo một tên Zano lại hỏi, không phải lễ tết gì, các ngươi đang làm gì thế? Sách tướng quân, Zano kia nói. Tối hôm qua trong cung truyền tin, hoàng hậu Nương Nương muốn đến thăm quan thư viện, sao có thể không quét dọn được? Sách tướng quân, ngài có quần áo cần giặt hay không? Khóe miệng sách la định giật, giật giật lắc đầu thầm nghĩ, hôm qua hoàng hậu mới quất mông đường tinh trị xong, hôm nay lại đến thăm thư viện à? Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, hoạt động gân cốt một chút rồi chạy đến nhà bếp. Trinh là Định gặp Tiểu Ngọc ở đó Điên bảo nàng nói với Bạch Hiểu Nguyệt là hắn đã dậy rồi Tự nấu mì ăn Nàng đừng dậy sớm nữa cứ nghỉ ngơi cho khỏe Tiểu Ngọc chạy như bay Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới tỉnh ngủ đã được nghe Tiểu Ngọc miêu tả tình hình một cách vô cùng sống động Nàng lăn qua lăn lại trong chăn Lòng vô cùng ngọt ngào Bạch Hiểu Nguyệt vui sướng Quyết định nằm ngủ đến khi mặt trời lên cao ba con sao mới dậy Mấy hôm nữa là đến lễ mừng thọ của Hoàng thượng Hàng năm cứ đến dịp này là được nghỉ còn có hội hoa và các ngày lễ long trọng nữa. Đám tài tử gia nhân đều hăm hở vui dạo. Tuy nàng đi lại khó khăn, nhưng có sách La Định đẩy xe lan giúp rồi. Chiều nay là hội hoa, nàng sẽ đi cùng sách La Định, tiện thể học hết một chút về chuyện của đại ca, sầm miễn, nguyệt nhữ, nguyệt yên. Chỉ tiếc là tâm tình vây với này của Bạch Hiểu Nguyệt lại bị một tin dữ phá tan. Bạch Hiểu Phong sầm mặt đến nói với nàng. Xong rồi, hoàng hậu đi tham quan thư viện, bảo mẫu thân chúng ta đi cùng. Bạch Hiểu Nguyệt há miệng. Cái gì? hôm qua mẫu thân vào cung uống trà với hoàng hậu nương nương nói đã mấy ngày nay không gặp muội muội lại không về nhà bạch hiểu phong tỏ ra bất lực người vừa nghe nói sáng nay hoàng hậu muốn đến thăm thư viện nên ngỏ ý muốn đi cùng muội xong đời rồi ta cũng không thể giữ bí mật giúp muội được nữa đâu làm sao bây giờ bạch hiểu nguyệt kéo tay áo bạch hiểu phong muội muốn đi hội hoa đăng nữa nếu bị mẫu thân kéo về nhà trong bộ dạng này thì nhất định sẽ bị giam lòng đấy bạch hiểu phong bị nàng kéo tay áo nói muội hỏi ta thì ta biết hỏi ai Lát nữa có khi ta cũng bị mắng Cha mà biết có khi ta còn bị ăn đòn đấy Không phải chứ Vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt như đưa đám Cà ca, ca nghĩ cách đi Cách duy nhất bây giờ chính là Hai người liền quay đầu lại Không ngoài dự đoán Trình Tử Khiêm đang nấp phía sau nghe lỏng Phụ tử, người có cách à Bạch Hiểu Nguyệt vội nói Cô bỏ trốn với lão sách, thế nào Trình Tử Khiêm vừa nói xong Bạch Hiểu Phong đã muốn đạp cho hắn một cước nhưng bạch hiểu nguyện lại rất nghiêm túc chống cảm nghĩ ừm um, cái này muội đừng có mơ. bạch hiểu phong cảnh cáo tiểu thư tiểu thư lúc này tiểu ngọc lại chạy vào nói nguyên tiểu thư cùng nhóm thất công chúa muốn đi mua y phục mặc đi chơi hội hoa ngày mai hỏi tiểu thư thích kiểu dáng nào bọn họ sẽ mua về cho tiểu thư bạch hiểu nguyện nghe xong như gặp được cứu tinh bảo họ chờ ta ta cũng đi thế là nửa canh giờ sau sách là định bất đắc dĩ phải ngồi trước xe ngựa dựa vào càng xe một gia nô ngồi bên cạnh hắn đánh xe mà nâm nớp lo sợ trong xe toàn các cô nương hôm nay sách là định gặp phải thay bầy vạ gió hắn ăn sáng xong sớm nghĩ hôm nay không phải lên lớp nên định đến quân doanh cả ngày hắn vốn định mang người lên núi đại bình dạo một lượt xem có phát hiện ra chút đầu mối nào của lũ sơn tạc kia không ai ngờ vừa ra đến cửa đã bị bạch hiểu nguyệt chặn lại bảo hắn đi đẩy xe cho nàng Sách là định cũng không còn cách nào khác Đoán tiểu thư này không đi mua sách thì cũng là mua bút Chẳng ngờ một xe đẩy các cô nương đi tới Nói là muốn đi mua y phục Sách là định vốn định bỏ chạy Nhưng Bạch Hiểu Nguyên cứ giữ chặt hắn Thế là vị đại tướng quân này chẳng còn cách nào khác là ủ rũ đưa các cô nương đi mua y phục Xe ngựa dừng lại trước cửa hàng y phục lớn nhất hoàng thành Sách là định đưa mắt nhìn Trời ơi toàn là nữ nhân Sách là định chỉ biết âm thầm kêu trời nhưng vì phải đẩy xe cho bạch hiểu nguyệt nên hắn chẳng còn cách nào khác là đành nhắm mắt tiến lên xe lăn của bạch hiểu nguyệt rất nặng phải hai gian nô mới có thể khiêng được nhưng sách là định chỉ cần một tay là có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng mấy cô nương còn tính hôm nay chắc sẽ mua được nhiều đồ hơn mọi khi sách là định cầm được hết ấy mà đẩy xe lăn của bạch hiểu nguyệt vào cửa hàng y phục sách là định cảm thấy chóng mặt Mấy loại vải hoa kia, nhìn còn đau mắt hơn mê hồn trận, nhìn hóa cả mắt. Sách là định bắt đầu nghĩ Cần quái gì đến ngũ hành trận hay bắt quái trận gì gì đó Lúc cần thì cứ vác cái hoa bố trận này ra Có khi còn hữu dụng hơn đấy chứ Chủ tiệm vừa thấy khách quý đến Thì lập tức đóng nửa bên cửa Để các cô nương thoải mái chọn y phục Sách là định muốn tìm góc nào đó Chợp mắt một lát Hoặc là làm một giấc trên xe ngựa cũng được Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt lại muốn hắn đẩy đi ngắm y phục Khiến hắn phát sầu Đẩy xe của Bạch Hiểu Nguyệt đi xem từng khúc vải hoa Bạch Hiểu Nguyệt vừa xem vừa hỏi Cái này được không? Có phải cái kia đẹp hơn không? Người thích cái nào? Sách là định choáng váng đầu óc, thầm than Mình đã gây ra nghiệp chướng gì để bị đầy đọa đến độ Phải đi chọn vải hoa với một đám cô đường thế này cơ chứ Sách La Định ôm một đống y phục đã chọn xong ra ngoài, đặt vào trong xe ngựa, ngồi xuống thở dốc thì thấy đối diện có quán trà, đang định đi sang uống chén trà, nghỉ một lát rồi quay lại tiếp tục làm phu khuân vác. Vào quán trà ngồi xuống, Sách là định ném hai hạt lạc vào miệng. Đang nhai thì nghe thấy hai đứa nhỏ bên đường vừa tung đá, vừa hát đồng dao, hình như đang chơi trò gì đó. Sách là định uống trà, nghe hát, những câu hắn nghe chẳng rõ lắm, chỉ nghe được hai câu cuối. Cái gì mà con gái của tiên hoàng không phải con ruột, nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm. Sách là định phun cả ngụm trà vừa uống ra ngoài, ngoái tay nghe kỹ một lần nữa. Má ơi! Sách là định cúi đầu, Thấy Trình Tử Khiêm ngồi trồm hồm ở cái ghế bên cạnh cũng đang nghiêng tai nghe mấy đứa trẻ kia hát. Này cháu bé, Trình Tử Khiêm đưa tay kéo một đứa trong số đó. Bài hát này là ai dạy cháu? Đứa bé kia ngẩn người nhìn Trình Tử Khiêm. Tất cả mọi người đều hát mà. Sách là định và Trình Tử Khiêm nhìn nhau một cái. Mấy đứa nhỏ này khoảng 3-4 tuổi chắc cũng không hiểu ý nghĩa của lời hát này. Bài hát nghe rất vần, trẻ con chỉ coi như một trò chơi mà thôi. Nhưng ai dạy bọn chúng bài hát này? Con chúng nhỏ như vậy mà cũng biết hát thì xem ra đây không phải là chuyện mới xảy ra. Sách La Định Lúc này Nguyên Bảo Bảo chạy tới mặt đỏ bừng. Chúng ta xong rồi, muốn nhờ ngươi bê giúp cả xe lăn của Bạch Hiểu Nguyệt nữa. Nguyên Bảo Bảo nói xong thì cũng bị bài đồng dao của mấy đứa nhỏ thu hút, ngoáy tay. Cái gì? À, mau về thôi. Sách La Định kéo Nguyên Bảo Bảo trở về cửa hàng y phục. Nguyên Bảo Bảo vẫn chưa hiểu gì. Gì mà nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm chứ? lúc sách là định chuyển đống y phục lên xe trình tử khiêm đã cho đám nước trẻ kia ít tiền bảo chúng đi mua kẹo ăn đừng ở đây hát nữa bọn bạch hiểu nguyệt đi từ cửa hàng y phục ra vì mua được nhiều váy mình thích nên tâm trạng rất vui sách là định bê xe lăn của bạch hiểu nguyệt lên xe ngựa lúc này hắn mới cảm thấy không khí xung quanh hình như hơi kỳ lạ nam thành nữ tú thư viện hiểu phong đều là những nhân vật có tiếng nên lúc ra ngoài bị người ta vây quanh cũng là chuyện bình thường nên trước đó sách la định cũng không để ý lắm nhưng bây giờ mới lại phát hiện hình như không giống trước đây. Trước đây người đi đường hầu hết đều có vẻ mặt tò mò và hâm mộ. Nhưng hôm nay hình như còn chỉ trò bàn tán vẻ thích thú. Có người còn cười nữa. Bọn bạch hiểu nguyệt không hề phát hiện ra có gì khác thường. Các cô nương vừa ngồi vào xe ngựa buông rèm Sách là định cũng ngồi ở đầu xe. Tiên nghe thấy ai đó trong đám người đang hiếu kỳ kia hét lên. Nương nương của tiên hoàng đi vụng trộm. Cả đám người cười ầm lên. Sách là định cau mày. Các cô nương ngồi trong xe nghe không rõ Nhưng cũng nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài Làm sao vậy? Hạ Mẫn định ghé đầu ra xem Thì Nguyên Bảo Bảo giơ tay giữ màn xe lại Căng thẳng đến độ đôi mắt trợn tròn Đường Nguyệt Yên đang xem hình theo Cũng có chút khó hiểu Nhìn Nguyên Bảo Bảo Sao thế? Không, không có gì Nguyên Bảo Bảo cứ hễ căng thẳng là lại nói lắp May mà lúc này xe ngựa bắt đầu đi Vì Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xe lăn Nên nàng tựa vào cửa sổ Hình như vừa rồi cũng nghe được câu ấy Cái gì vụng trộm nhỉ Đường Nguyệt Nhữ nghe không rõ Nhưng mấy ngày hôm nay nàng luôn cảm thấy kỳ lạ Hình như luôn có người chỉ trỏ mình Xe ngựa về tới thư viện Hiểu Phong Đám nhà hoàn trong thư viện chạy ra Giúp các cô nương mang đồ vào Sách là định tung người xuống ngựa Thì thấy Bạch Hiểu Phong đi ra Bạch Hiểu Nguyệt bịn cửa sổ xe hỏi Ca ca, mẫu thân đi chưa Bạch Hiểu Phong gật đầu Đi lâu rồi Bạch Hiểu Nguyệt thở phào sách la định bê xe lăn của nàng xuống nhìn xung quanh thấy có không ít người đi đường đều cười trộm Thì cao mày quả nhiên bị truyền ra rồi lão sách sách la định vừa đẩy xe lăn vào thư viện thì trình tử khiêm đã vọt tới sau lưng kéo hắn một cái hất đầu sang một bên như nói qua kia nói chuyện đi sách la định giao xe lăn của bạch hiểu nguyệt cho bạch hiểu phong cùng trình tử khiêm đi sang một bên hỏi tình hình thế nào bị truyền ra rồi Khoảng 10 ngày trước bắt đầu có trẻ con hát bài ca dao này. Lời ca hơi khó hiểu nhưng vẫn rất vân. Đại ý nói là tiên hoàng bị cắm sừng. Nam công chúa Đường Nguyệt Nhữ là do nương nương bụng trộm với một thị vệ sinh ra. Tiên hoàng không có khả năng sinh con. Nhưng ngày ấy nói chuyện ấy ra thì xấu mặt mình. Nên đành ngậm đắng nuốt cay. Đã sớm ban chết cho hoàng hậu nương nương. Bản thân ngài cũng vì tức giận mà chết. Sách là định cao mày. 10 ngày trước đã bắt đầu truyền ra rồi sao? Thế thì khi ấy cha con sầm miễn vẫn chưa vào thành nhỉ? Trình tử khiêm ngẫm nghĩ gật đầu Không ai biết bọn họ sẽ tới Đã truyền ra lâu như vậy rồi sao Chả trách hoàng thượng lại phái thị vệ canh chừng tam công chúa Sách La định giờ cầm Lúc trước chẳng phải ngươi nói hoàng hậu và lệ phi Phái người điều tra về thân thế của tam công chúa hay sao Ngươi là người có được tin tức đầu tiên Giờ xem ra tin đó là chính xác ư Người cũng nghĩ là lệ phi và hoàng hậu phái người lan truyền tin tức này à? Xanh là định ngẫm nghĩ, nhún vai. Nếu là thật, thế thì chỉ cần một chiêu là tiệt trừ hậu hoạn luôn rồi chuyện hoàng hậu không sợ sầm miễn thích đường nguyệt nhữ cũng có thể lý giải được rồi trình tử khiêm bĩu môi quế vương dù chết cũng sẽ không cho sầm miễn lấy đường nguyệt nhữ bạch tướng có chết cũng không cho bạch hiểu phong lấy nàng tình hình của tam công chúa thật đáng lo tuổi nàng không còn nhỏ nữa vốn là công chúa cao quý đệ nhất mỹ nhân của hoàng thành thoạt cái lại trở thành nỗi sỉ nhục của hoàng thất rồi hai người đang nói thì nghe thấy sau lưng xoảng một tiếng cả hai quay đầu lại thấy sầm miễn đứng sau lưng hai người bọn họ chén trà bốn nắm trong tay đã rơi vỡ trình tử khiêm và sách là định nhìn nhau rồi nhanh chóng nhìn xung quanh may mà phía sau họ chỉ có sầm miễn chứ không còn ai khác sách là định trừng mắt với trình tử khiêm tại người truyền bệnh đi mà không gây ra tiếng động cho hắn đấy trình tử khiêm bĩu môi người có công phu giỏi như vậy có người đứng ngay phía sau mà người cũng không biết còn nói ta sao các người nói thật sao sầm miễn vô cùng lo lắng Ban nãy ở trên đường ta cũng nghe thấy mấy đứa nhỏ hát lung tung Chuyện này liên quan đến danh tiếng của Nguyệt Nhữ Tỷ Tỷ Nếu không có bằng chứng thì đừng có nói lung tung Sách là định thấy mặt sầm biến đỏ bừng vẻ rất giận dữ Vội bảo hắn hạ hỏa, từ từ bàn, từ từ nghĩ cách